Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã từ Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn cung cấp thông tin, tư vấn phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể dành cho quỹ tín dụng nhân dân. Trong thời gian 2 ngày, 60 tổ chức quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Lâm Đồng được cung cấp các thông tin về luật hợp tác xã mới, luật các tổ chức tín dụng, luật thi đua khen thưởng và các thông tư nghị định liên quan chương trình lần này còn hướng dẫn các nội dung đại hội thường niên, đại hội nhiệm kỳ và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ngoài ra, lớp tập huấn cần triển khai các nội dung nghị quyết số 20 ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Với mục tiêu nghị quyết đề ra, đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên. 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Đảm bảo trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt khá, trong đó ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những thông tin cần thiết về các văn bản pháp luật mới để các quỹ tín dụng dân dân áp dụng vào thực tiễn hoạt động một cách hiệu quả thiết thực.